Máy đào hầm metro nhổn đến ga Hà Nội đã chính thức tiến được gần 100 mét dưới lòng phố Kim Mã sau 25 ngày vận hành. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể trong quá trình xây dựng hệ thống metro hiện đại của thủ đô. Mặc dù tốc độ ban đầu có phần chậm chạp, nhưng hiện tại đã duy trì ổn định ở mức 10 đến 12 mét một ngày đêm, nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kỹ sư đến từ nhiều quốc gia. Điều đặc biệt là hệ thống đào hầm này được đảm bảo đi đúng hướng nhờ vào công nghệ toàn đạc và cảm biến tiên tiến. Địa chất tại đây chủ yếu là đất sét, gây ra không ít khó khăn, nhưng máy đào đã liên tục phun nước làm mềm đất để chuyển đất thải ra ngoài một cách hiệu quả. Các kỹ sư đang phải làm việc không ngừng nghỉ để lắp đặt các tấm bê tông vỏ hầm mỗi khi máy đào tiến thêm 1,5 mét. Không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần, việc đào hầm metro còn mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội. Dự kiến, sau khi máy TBM thứ nhất hoàn thành 240 mét hầm, máy TBM thứ hai sẽ bắt đầu vận hành, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 4 km đường hầm từ ga S9 đến ga S12 trong vòng 16 tháng. Đây sẽ là tiền đề để Hà Nội tiến tới việc có một hệ thống giao thông ngầm hiện đại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.